Con gái thất ế, ông bố hồi lớn vì đám cưới, con rể thể... cũng đã cho thấy điều đó. Biết được còn lấy được chồng, người bố đã không ngờ ngại cùng con cả hát nhảy múa ăn mừng trong lễ cưới. Đặc biệt, thậm chí trước mắt đông đảo quan khách, ông còn không ngừng hô vang niềm phấn khích của mình. Được biết, hai nhân vật chính trong lễ cưới của cô dâu là cô dâu Thảo Vi và chú rể Thành Đăng. Vì bản thân đã tìm được một người bạn tuyệt vời, một người bạn ưng ý sau khoảng thời gian dài độc thân, nên cô dâu vui cùng vô sướng và ngay cả bố mẹ cũng không giấu nổi sự phấn khởi của mình. Trước mặt đông đảo quan khách, cô còn quay sang và tự hào khoe, bố ơi, còn lấy được chồng rồi. Thế vậy người bố cũng rất nhiệt tình, phối hợp, không ngừng nhảy múa và hô vang, thoát ế, thoát ế, thoát ế. Khoảnh khắc đáng yêu đó đã khiến người xem không khỏi bật cười không chỉ tưng bừng nhảy múa người bố còn cảm ơn chú rể ngay tại lễ cưới ông nói từ khi sinh ra đến nay cháu thảo vi đã được sống trong tình yêu thương của gia đình tuy cháu không xinh đẹp nhưng dễ thương tuy không quá giỏi giang nhưng rất hiểu chuyện cháu tuy hơi bướng bỉnh và ly nhưng rất yêu thương bố mẹ bố cũng rất cảm ơn con con rể đăng con chính là ân nhân của bố dù là vui mừng là vậy, thế nhưng người bố này cũng rất yêu thương con gái của mình, chính cô dâu cũng đã chia sẻ, trước khi cùng con nhảy múa, ông đã không kìm được niềm xúc động và rơi nước mắt ngay giữa lễ đường, bản thân ông cũng hiểu được rằng từ nay trở đi, mình sẽ không còn được tự tay chăm sóc và bao bọc con gái của mình nữa rồi. Bên cạnh đó, dân tình cũng rất xúc động khi được chứng kiến người bố này dắt tay con gái tiến vào lễ đường. Ông còn không ngờ ngại nói với chú rể quý, bố trao con gái cưng của bố cha con. Ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc sang lẫn, buồn lòng của ông đã khiến nhiều người nhớ đến bố mẹ của mình. Khoảng khắc này có lẽ ông cũng không nỡ nhưng ông biết đó là niềm hạnh phúc mà con gái ông đang mong đợi. Về phía cô dâu, cô cũng rất buồn khi thấy bố mẹ rơi nước mắt trong ngày vui của mình. Cô bày tỏ là ngày vui của bản thân nên mình đã dặn lòng từ trước nhất định không được khóc. Trước ngày cưới mình đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, nhưng cứ nhìn thấy bố mẹ là mình lại không kìm nén được nước mắt. Mình biết phòng bà bảo táp của cuộc đời dù có khó khăn đến mấy cũng không bao giờ làm khó được bố mẹ của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy bố mẹ mình khóc, còn nhất định sẽ thật hạnh phúc, bố mẹ cứ yên tâm chứng kiến khoảng khắc con gái xuất giá, người bố trên là người vui nhất nhưng có lẽ cũng là người buồn nhất. Mong rằng từ nay về sau, cô dâu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc để bố mẹ có thể an tâm và vui lòng.